Hôm nay em có một em trồng hồ ba buồng rất là đẹp, giá vừa phải, giá hợp lý. Đấy, gửi đến các bác nhé, hình ảnh đây trung thực. Những chiếc đồng hồ em đang quay nó là những chiếc đồng hồ nhập nguyên chiếc, dùng máy cơ không phải máy pin nữa các bác nhé, máy cơ hoàn toàn nhé. Đây là chiếc đồng hồ Interclock, đó cực kỳ đẹp luôn. Vân gỗ sồi, những dòng gỗ sồi thì anh em nhìn nó sẽ có những cái dòng màu sáng, màu nó vàng vàng. Thì em này thì nó màu hơi nâu nâu. Đấy, mỗi người một gu, em thì em thích cái màu là có những cái vân đen đen kiểu này. Em này khá là to cao, chiều cao 2m11, bề ngang của em nó là 82. Em nó sẽ không phải giống như những cái dòng phổ thông như này thì thậu nó chỉ khoảng độ tầm độ 50, trên dưới 50. Còn có những cái loại to thì nó có thể 60. Nhưng mà em này thì nó là em size lớn. Đấy, nó có các cái buồng để có thể mình cho kệ đợt vào để mình bày rượu thì các bác có thể cho vào. Thì cái em này bề ngang nó tận 82 cm, cho nên là phòng khách anh em là phải lớn lớn một chút thì bày em này thì hơi đẹp, nhìn nó mới bề thế được. Em này sử dụng bộ máy cơ với cái tạ là tạ xích. Đây, tạ xích là nó như thế này. Đây, những cái xích này. Đấy, thì mình lên cót, mình lên bằng tạ xích. Còn tạ cước thì nó sẽ sử dụng những cái ổ cót của kia. Mình sẽ có khóa mình vặn. Đấy, nó hai hai kiểu cơ khác nhau như vậy. Đấy. Anh em nhìn nhé, những cái dòng mà đồng hồ mà nhập về thì anh em sẽ nhìn xem về những cái phần nước xi mạ vàng. Đấy, nếu mà còn đẹp như thế này ấy, thì cũng không phải lúc nào cũng có. Những cái dòng này thì các bác biết nó tuổi đời nó cũng khoảng độ 20-30 năm, có những chiếc tầm khoảng 40 năm, những chiếc này thì nó khoảng 20-30 năm. Đó. Nó còn nước xi mạ của nó tư bản còn rất là đẹp, kể cả những cái phần này, mặt của lắc anh em nhìn soi gương được luôn, mặt nạ cũng vậy. Em này thì có đèn và đèn vẫn đang sáng nhé. Em nhìn thấy hai bóng hai bên đây. Đây, em đang cắm điện, em đang cắm điện 100V. Có công tắc nhé, nó có công tắc sẵn đi. Đấy. Kia mình cắm điện 100. Đó, đằng hậu đây. Hậu. Đấy, phần máy đây. Máy đẹp vàng gươm luôn. Nào, bây giờ anh em nhìn bộ mặt này với là đẹp này, mặt số nổi mạ vàng. Rồi, anh em nhìn nhé, các cái em quay cận cảnh cho anh em nhìn các cái phần số, các cái phần si nó rất là đẹp. Đấy. Rồi bây giờ em cho các bác nghe thử chuông. Rồi, em đang quay cho các bác xem phần kính nhé. Này, anh em nhìn này,
tất cả kính mài hết này, mặt này cũng mài. Bình thường một số dòng thì em để ý cái mặt trên này người ta không làm kính mài đâu, nhưng em này thì nó lại kính mài. Bởi vì mặt trên nó liên quan đến số, nếu mà làm mài như thế này ấy, khi mình nhìn chéo như này thì nó sẽ bị cái gọi là khúc xạ cái ánh sáng, cho nên nhìn nó sẽ bị số nó bị lệch đi. Một số dòng em để ý là cơ bản người ta không làm phần mài trên mặt, nhưng mà chiếc này lại làm mài. Em này là một em rất là đẹp. Nếu mà đánh giá để mà sở thích cá nhân thì cái dáng kiểu này thì em thích cái màu này, thích dáng kiểu này. Còn nếu mà hiện đại thì em sẽ thích em này. Các bác nào quan tâm chiếc này thì alo cho bên em nhé, alo sớm cho bên em để sở hữu em đồng hồ rất là vip này, giá hợp lý phải chăng. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác.